Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học đầu tiên trong quyển sách Easy Is 2. Ở quyển này thì chúng mình sẽ học được thêm rất là nhiều vị trí cũng như là kiến thức âm nhạc mới đấy. Nhưng mà bài học đầu tiên thì chúng ta sẽ ôn lại những phần kiến thức mà chúng ta được học ở quyển 1 thôi. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con ôn tập nhé. Nốt tròn 4 phách, nốt trắng chấm 3 phách, nốt trắng 2 phách, nốt đen 1 phách. Và chúng ta hãy luôn luôn chơi cẩn thận và đúng số ngón tay nhé. Phần ở bài School Days thì các con sẽ chơi phần của Student. Còn phần này thì chúng ta sẽ bỏ qua. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con đọc nốt với nốt nhạc từ đầu cho đến cuối bài nhé. 1 2 3 4 Fa hai Son la do hai ba bốn Fa hai ba Re do hai ba bốn Son hai Fa re do la Fa hai La hai Son re do hai ba bốn Fa Son la do hai ba bốn Fa hai ba Re do hai ba bốn Son hai Fa re do la Fa hai La hai Fa son Fa hai ba bốn. Đó là phần nốt nhạc trong bản nhạc này. Và sau đây thì các con nhìn cô làm mẫu chơi trên đàn đối với khóa son, khóa pha và cô cũng sẽ chơi cùng với beat cả bài nhé. Bài School Days, chúng ta sẽ đặt tay phải ở vị trí đô trung tâm. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con từng tay với tay phải trước tiên nhé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Phần chơi của khóa son tay phải. Và tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con phần tay trái. Chúng ta cũng đặt tay trái ở vị trí ngón 1 ở đô trung tâm. Và chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát với nốt pha là nốt đầu tiên. Bây giờ cô sẽ lấy nhịp đều và cô chơi. 1 2 3 4 Son hai fa re do
Đó là phần hai tay. Và tiếp theo thì cô sẽ chơi với lại nhạc chậm và nhạc nhanh nhé. Như vậy cô Hoàng Vân đã hướng dẫn xong cho các con bài School Days. Các con luyện tập bản nhạc này nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con.